Khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo vùng đầm phá ven biển là hoạt động thường xuyên của Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua. Sự xuất hiện của các chiến sĩ, bác sĩ quân hàm xanh đã trở thành hình ảnh quen thuộc, thân thương với người dân các địa bàn biên giới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Dường như năm nào cũng vậy, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã biên giới vùng biển Vinh Hiền đều được các bác sĩ quân hàm xanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quân y 268 triển khai chương trình kết hợp quân dân y thăm khám sức khỏe, tầm soát các bệnh lý thường gặp và cấp thuốc miễn phí. Trước những tình cảm, việc làm đầy trách nhiệm của các đơn vị y tế, đặc biệt là của những người lính biên phòng, bác sĩ quân hàm xanh, nhiều người dân không khỏi xúc động. Anh em trong đội bác sĩ đã của quân đội đã giúp đỡ và khám cho các bệnh nhân nghèo khổ không đi tới các bệnh viện xa để khám được. Thì trong lúc này thì tôi cũng xin là cảm ơn về đội ngũ của là bác sĩ và là cảm ơn biên phòng đã tạo điều kiện cho các bác sĩ đã về đây và khám cho chúng tôi. Các phòng ban chức năng của đồn biên phòng Vinh Hiền nhanh chóng được thay đổi công năng trở thành những phòng khám bệnh dã chiến để kịp thời đáp ứng nhu cầu về khám bệnh cho hơn 500 lượt người dân trên địa bàn. Các loại máy móc thiết bị y tế hiện đại để tầm soát bệnh lý, thuốc men được vận chuyển từ thành phố Huế về từ hôm trước. Đội ngũ bác sĩ quân y là những thầy thuốc giỏi, dày dạn kinh nghiệm. Là một thầy thuốc quân hàm xanh, khi tham gia các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo cho bà con ở vùng sâu biên giới, có thể tuyến biên giới vùng A Lưới là vùng biển, thì chúng tôi cũng rất là được cảm thấy là vui vẻ và tự hào để góp một phần nhỏ vào cái sự chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân nơi biên giới. Không đếm hết, số lần lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị thực hiện khám cấp thuốc miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho hàng nghìn lượt người dân các xã vùng biên giới miền núi cũng như ở miền biển. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tô thắm tình đoàn kết giữa bộ đội biên phòng tỉnh với nhân dân khu vực biên giới. Qua đó giúp các lực lượng quân dân y phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, người dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng biển đảo, biên giới của Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa của Bộ đội Biên phòng. Trong thời gian vừa qua thì Bộ đội Biên phòng đã tổ chức rất có hiệu quả về cái chương trình này. Thì trong thời gian tới thì để làm sao xây dựng được cái thế trận bộ đội biên phòng cũng như là phát huy vai trò của bà con nhân dân ở khu vực biên giới vùng biển tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của quốc, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều cái chương trình hoạt động có hiệu quả hơn nữa nhằm tri ân các cái gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng. Chương trình quân dân y đã có sự phối hợp hết sức là chặt chẽ và đã đạt được những cái kết quả rất là mỹ mãn. Những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số rồi những cái vùng sâu vùng xa đặc biệt là khó khăn thì chương trình đã cho lại những cái hiệu quả mà chúng tôi thấy đánh giá là đạt được rất là cái nhiều là ấn tượng. Khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí của thầy thuốc quân y quân hàm xanh dành cho các xã biên giới vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như khu vực biên giới Việt Lào thuộc địa bàn huyện A Lưới không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà còn thể hiện lòng tri ân, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương, khu vực biên giới, đã thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội biên phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.